Chúng ta sẽ xét tiếp tục một ví dụ nữa về phương trình mặt phẳng, đó là ví dụ số 6. Ví dụ số 6 này liên quan đến một cái phương trình được gọi là phương trình mặt trắng. Thì thầy sẽ nói về cái phương trình mặt trắng. Thế nào là phương trình mặt trắng? Phương trình mặt trắng rơi bây giờ trong một cái hệ trục tọa độ OIZ. Đây là OXYZ. Trên trục OX chúng ta có một điểm A tọa độ là A0,0. Điểm B tọa độ là 0, B0. Điểm C thuộc trục OZ tọa độ là 0,0C. Vậy khi đó chúng ta sẽ viết được cái phương trình của mặt phẳng ABC. Khi mà nối ABC với nhau thì chỗ này chúng ta phải chuyển các cái đường liền thành đường đứt như sau. Đây, liền thành đứt. Và phương trình mặt phẳng ABC sẽ có dạng là X trên A cộng Y trên B cộng Z trên C bằng 1. Phương trình này người ta gọi là phương trình mặt trắng. Vậy cái ví dụ liên quan đến phương trình mặt trắng như sau. Đó chính là cái đề thi của đại học khối B năm 2010. Khối B 2010 bây giờ cho các điểm A tọa độ 100, điểm B tọa độ 0B0 và điểm C tọa độ 00C. Mặt phẳng P thì có phương trình Y trừ Z cộng 1 bằng 0. Yêu cầu là xác định AB, xác định BC nhỏ để sao cho hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên là mặt phẳng ABC vuông góc với mặt phẳng P. Điều kiện thứ hai là khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng ABC là bằng 1/3. Như vậy là để làm được bài toán này là chúng ta đã đả động đến mặt phẳng ABC. Đả động đến mặt phẳng ABC tức là các em cần phải có phương trình của mặt phẳng ABC. Vậy theo cái giả thiết kia, điểm A chính là nằm trên OX, điểm B thuộc OY và điểm C thuộc OZ. Nên các em sẽ có phương trình mặt phẳng ABC là theo phương trình mặt trắng. Phương trình mặt phẳng ABC theo phương trình mặt trắng bây giờ là như sau. X trên A, A đây bằng 1, cộng Y trên B, cộng Z trên C là bằng 1. Điều này chúng ta sẽ tương đương với lại X cộng với 1 trên B nhân với Y cộng 1 trên C nhân với Z trừ 1 bằng 0. Vậy các em thấy rằng là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ABC sẽ bằng cái gì? Vectơ pháp tuyến mặt phẳng ABC là 1, 1 trên B và 1 trên C. Mặt khác chúng ta có vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P theo đề bài cho bằng 0, 1 và trừ 1. Như vậy là 0, 1, trừ 1. Muốn tìm ra B và C nhỏ chúng ta cần hai phương trình. Vậy đây chính là hai phương trình đề bài cho. Chúng ta sẽ có hai phương trình đề bài cho. Phương trình đầu tiên là mặt phẳng ABC vuông góc mặt phẳng P. Hai mặt phẳng vuông góc khi mà hai vectơ pháp tuyến cũng sẽ vuông góc. Như vậy vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ABC là vuông góc vectơ pháp tuyến mặt phẳng P này. Cái thứ hai là khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng ABC là bằng 1. Vậy từ đây tương đương 1/3. Hai vectơ vuông góc khi tích vô hướng của chúng nhân với nhau bằng 0. Như vậy tích vô hướng của hai vectơ này thì sẽ bằng 0 nhân 1 bằng 0 này. 1 chia B nhân với 1 thì bằng 1 trên B. 1 trên C nhân với trừ 1 là trừ 1 trên C bằng 0. Còn khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng ABC bây giờ bao nhiêu? Khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng ABC là bây giờ các em thay tọa độ điểm O vào phương trình mặt phẳng ABC. Như vậy O là 0,0,0 thay vào đây thì bằng trị đối của trừ 1. Tất cả chia căn của 1 bình tức là 1 cộng 1 trên B bình cộng 1 trên C bình. Kết quả thằng này là bằng đề bài cho 1/3. Vậy các em giải hệ này các em sẽ tìm ra được B và C tương ứng. Ở đây kết quả của chúng ta đó là B bằng và C bằng như sau. Kết quả của chúng ta đó là B bằng C và bằng 1/2.
Đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Như vậy là trên đây là thầy đã cung cấp cho các em đầy đủ hệ thống về lý thuyết và bài tập của phương trình mặt phẳng. Khi mà đi thi đại học thì muốn viết được phương trình mặt phẳng thì chỉ có những trường hợp mà thầy đã đưa ra ở đây. Tuy nhiên đề bài có thể biến hóa theo nhiều kiểu khác nhau. Như vậy để làm được thì thầy chỉ đề nghị các em là nắm chắc cho thầy những cái dạng bài như này. Cái thứ hai là biết phân tích bài toán, đọc thật kỹ đề bài.